người đã quay trở lại với Cam Kiên TV nha. Hôm nay các bạn ạ, đấy, mình sẽ trêu mẹ mình các bạn nha. Đấy, mình sẽ lấy quả bóng bay này các bạn ạ. Đấy, mình thổi lên rồi mình đập nổ nhé các bạn nhé. Đấy, sẽ tạo ra một tiếng nổ như tiếng nổ bình ga các bạn nhé. Đấy, các bạn ạ, đấy, hôm nay nhá, mình sẽ trêu mẹ mình xem phản ứng mẹ mình như thế nào nhé các bạn nhé. Đấy, các bạn hãy theo dõi hết video và có bình luận gì các bạn sẽ bình luận ở bên dưới video trong phần mô tả cho mình nhé các bạn nhé. Thì thôi các bạn ơi. Đấy. Các bạn ơi. Mẹ mình đang ở trong nhà nhé các bạn nhé. Đấy. Lát nữa mẹ mình sẽ biết được ấy nhé các bạn nhé. Đấy nhé các bạn nhé, mình sẽ đặt máy quay ở góc này các bạn ạ. Đấy. Đấy. Mình sẽ đặt máy quay ở góc này các bạn. Các bạn nhé. Đấy. Các bạn ơi, đấy, bây giờ mình sẽ thổi bóng bay nhé các bạn nhé. Đấy. Thế các bạn ạ. Đấy, như này nhưng mà lỗ rất là to nhé các bạn nhé. Như lỗ bình ga luôn đấy các bạn ạ. Đấy, hôm lần trước ấy các bạn ạ. Cách đây cũng lâu rồi các bạn nhé. Đấy. Mình đang nằm ngủ lúc đấy khoảng tầm 1-2 giờ đêm ấy các bạn ạ. Đấy. Mình lúc đấy mình vẫn đang mơ mơ màng màng ngủ các bạn nhé. Nhưng mà mình nghe tiếng nổ bùm một cái. Nó cách hàng cây số nhé các bạn nhé. Đấy, nhưng mà tiếng rất là to các bạn ạ. Đấy. Đấy là người ta kiểu như là gỡ thuốc lổ, dồn thuốc lổ gì ấy các bạn ạ. Đấy. Các bạn nhé. Đấy. Lổ một cái coi như là tung hết cả xác luôn các bạn ạ. Đấy. Đấy, người ta dồn thuốc lổ, người ta chế pháo ấy các bạn ạ. Đấy, pháo cuốn ấy. Đấy các bạn nhé. Đấy, không được làm những cái video mà nổ pháo nổ yếc. Đây là mình làm là mình tựa xem là cái phản mình để mình xem là cái phản ứng của mẹ mình như thế nào thôi các bạn nhé. Đấy. Như các bạn cũng không được làm theo nhé các bạn nhé. Đấy, nó rất là ví dụ như là nếu mà là pháo cối chẳng hạn hay là pháo cuốn ấy, pháo chế ấy. Đấy. Mình thì mình cũng không chơi pháo đâu các bạn ạ. Đấy. Mình để làm cái video này để lên án những cái để mọi người tránh cái trường hợp là dồn pháo thuốc cuốn hay là dồn pháo nổ. Nói chung là về vấn đề là pháo nổ và pháo yếc nhé các bạn nhé. Đấy, để nhà nước nó đang cấm các bạn ạ. Đấy. Đấy, bây giờ là mình sẽ nổ cái này để xem phản ứng của mẹ mình như thế nào các bạn nhé. Đấy, các bạn hãy theo dõi hết video cho mình. Nhớ like, share và đăng ký kênh cho mình nhé các bạn nhé. Đấy. Các bạn, đây mình sẽ làm cái này nhé các bạn nhé. Xong mình sẽ làm xuống đây các bạn ạ. Đấy. Mẹ cái thằng này lớn hơn hết rồi nhá. Ba ơi, nữa. Nó cái nào?
vỡ tim này, để danh ấy. Mà nó làm mình tắt thở. Đây, nó không biết lấy cái gì nó nổ mà kinh quá ra đi tổ. Con nhà nó thì đấy. Chúng lại chết ra. Anh con à, cố rồi chứ. Mệt sân, thế thôi. Dưới là gì trên đất. Cố mày. Nay mày mấy câu thôi. Làm sao, tim nó không còn thở, ngưng thở luôn. Cố mày. Này không, để anh chết. Ok các bạn nhé. Đấy, mình chê mẹ mình thành công nhé các bạn nhé. Đấy, mẹ mình rất là sợ các bạn ạ. Đến lúc đấy mình cảm giác là mình rất là sợ các bạn nhé. Đấy, các bạn thấy video của mình quá được luôn đúng không các bạn? Đấy, các bạn ạ. Đấy, nếu mà các bạn muốn theo dõi tiếp video của mình nhé. Đấy, hay là có ý tưởng gì ấy các bạn ạ. Đấy, hãy comment bên dưới phần mô tả nhé các bạn nhé. Đấy, đấy, bình luận xem các bạn có ý tưởng gì hay và độc đáo nhé. Mình sẽ thực hiện cho các bạn xem các bạn nhé. Đấy. Đấy, bây giờ các bạn ạ. Mình nói thật là mình cũng làm cái video này ấy các bạn ạ. Đấy, mình cũng chỉ là mình chia mẹ mình thôi. Nhưng mà phản ứng của mẹ mình nó quá thật các bạn ạ. Đấy. Mình nói chung là chắc lần sau mình không dám làm như thế này nữa đâu các bạn nhé. Đấy, đấy, cái về vấn đề pháo nổ nhé các bạn nhé. Đấy, hay là bất cứ một cái vấn đề gì nổ nó rất là nguy hiểm nhé các bạn nhé. Nếu mà dùng pháo cuốn nhé. Đấy các bạn ạ. Đấy, dồn thuốc như lúc ban đầu video mình nói các bạn nhé. Đấy, các bạn không lên thực hiện các cái hành vi như là buôn bán rồi thì là tàng trữ các chất cháy nổ nhé các bạn nhé. Đấy. Vậy thì hôm nay mình kết thúc video tại đây nha các bạn nha. Các bạn nhớ like, share và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha các bạn nha. Mình có động lực làm các video hay hơn cho các bạn xem nha các bạn nha. Chào các bạn nha.